Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở bài tập toán lớp 5 tập 1 chân trời sáng tạo. Nào, hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 40, chia một số thập phân cho một số thập phân trang 101. Viết vào chỗ trắng. 4,24 chia cho 1,6 bằng 4,24 chia cho 1,6. Cái chỗ này là mở ngoặc ra 4,24 nhân cho cái gì đó, chỗ này chia cho 1,6 nhân cho 10. 1,6 nhân cho 10 tại vì cái chỗ này là sau cái phần thập phân này có một chữ số thôi, nhân cho 10. Thì bên này nhân 10 thì bên này cũng nhân 10. À. Rồi bây giờ ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Bên này chúng ta sẽ nhân 10 thì chúng ta sẽ được là 42,4. Và chia cho cái này nhân cho 10 là bằng là chia cho 1,6 nhân cho 10 là bằng 16. Giờ hai số này chia nhau, hai số này chia nhau thì chúng ta cũng đã học rồi. Đây, giờ là thành ra là 42,4 để chia cho 16 thì bằng là 2,65. Đây ngay chỗ này nè. Hai cái này là nhân nhau thì chúng ta sẽ bằng là 42,4 chia cho 16. À. Đặc tính và tính như sau. Rồi ngay chỗ này đây, người ta hỏi bên này là một cái chữ số sau phần thập phân nhân cho 10, nhân 10 thì cái dấu phải bên này nó sẽ chuyển qua đây. Phần thập phân của 1,6 có là một chữ số, chuyển dấu phải của số 4,24 sang bên phải là một chữ số. Bỏ dấu phải ở số chia. À. Bỏ dấu phải ở số chia hay là số 1,6. À. Rồi thực hiện phép chia là 42,4 chia cho 16. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau. Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần số chia. Phần thập phân của số chia. À, phần là thập phân. Phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phải ở số bị chia sang bên phải bao nhiêu chữ số. Bỏ dấu phải ở số chia. Rồi thực hiện phép chia cho số tự nhiên. Chúng ta qua cái ví dụ 2. 6,3 chia cho 0,43. Như vậy 0,43 thì ngay chỗ này chúng ta sẽ có là hai cái chữ số. À, 0,42 nhà hai chữ số. Hai chữ số thì chúng ta sẽ nhân cho 100. Nhân 100 thì bên này là một chữ số nó vào đây. Nó thấy. Còn một chữ số 0 nữa thì nó qua đây. Bây giờ nó trở thành là 630 ta chia cho 42. À. 63 ta chia cho 42 chúng ta sẽ được là 1 lần. 1 ta nhân cho 42 là bằng 42, ta lấy 63 ta trừ cho 42 thì chúng ta sẽ bằng là 21. Hạ số 0 này xuống. Vậy bây giờ 210 mà chúng ta sẽ chia cho 42 thì chúng ta sẽ bằng là 5. 5 nhân lên là bằng 210 trừ nhau là bằng 0. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1, đặc tính được tính. 3,36 ta chia cho 0,8. 0,8 là một chữ số sau phần thập phân. Bỏ đi, bài này chuyển qua đây. Bài này nhân 10, bài này nhân 10. Bây giờ nó trở thành là 33,6 ta chia cho 8. À, 33 ta chia cho 8 thì chúng ta được là 4 x 8 32. 4
4832 vậy là còn 1. Bây giờ hạ cái phần thập phân là của số 6 này xuống thì phần thập phân và phân đánh dấu phải đây. 16 nó chia cho 8 là bằng 2, 2 nhân 8 16 trừ nhau bằng 0. 7,75 chia cho 2,5. Chia cho 2,5 thì ngay chỗ này chúng ta sẽ nhân cho 10, tại vì một chữ số nhân cho 10. Nhân 10 thì bên này dấu phải chuyển qua đây. Bây giờ nó trở thành là 70, 77 là chia cho 25 là được là 3 lần. Thế là 25 ta nhân cho 3 thì bằng là 75. 77 là trừ cho 75 là còn là 2. Bây giờ hạ số 5 là của phần thập phân thì chúng ta đánh dấu phải nè. Là được 1 lần, 1 nhân lên thì chúng ta sẽ bằng là 25, 25 trừ 25 bằng 0. 0,255 nó chia cho 0,06. Ở đây là hai chữ số sau phần thập phân ta nhân cho 100 nên nó hết. Nhân bên này nhân cho 100 này dấu phải nó qua đây. Giờ bây giờ nó trở thành là 25,5 ta chia cho 6, 25 ta chia cho 6 là bằng là 6 nhân 4 là 24. 25 trừ 24 cùng 1. Hạ số 5 này xuống, số 5 này của phần thập phân chúng ta đánh dấu phải đây. 15 mà ta chia cho 6 là chúng ta sẽ được là 2 lần. 2 nhân 6 12. Như vậy trừ nhau còn 3. Thêm số 0 vào như được là 5, 5 nhân 6 30 trừ nhau bằng 0. 2,87 ta chia cho 0,35. Ngay chỗ này chúng ta sẽ nhân nhau 100, mất dấu phải. Như vậy cái dấu phải qua đây à. Như vậy bây giờ nó trở thành là hai cái số tự nhiên chia nhau là 287 ta chia cho 35 thì chúng ta sẽ được là 8 lần. Ta lấy 8 ta nhân cho 35 thì bằng 280, và còn là dư 7. Thêm chữ số 0 vào thì đánh dấu phải đây. Như vậy là 70 mà ta chia cho 35 thì chúng ta sẽ được là 2 lần. 2 lần. Nhân lên là bằng 70 trừ nhau bằng 0. 5 qua bài tiếp theo là bài số 1. Mỗi bước nhảy của một con thỏ được là 0,52 mét. Hỏi con thỏ đó cần nhảy bao nhiêu bước để di chuyển hết quãng đường là 7,8 mét. Như vậy ta lấy là 7,8 ta chia cho 0,52 thì ra cái số bước nhảy. Số bước nhảy của con thỏ là 7,8 ta chia cho 0,52 bằng. Bây giờ là bằng là 15 bước. Đáp số 15 bước nhảy. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.